tá Vũ Như Hà làm giám đốc công an tỉnh Lạng Sơn. Ngày 13 tháng 5 năm 2024, tại trụ sở Công an tỉnh Lạng Sơn diễn ra hội nghị công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm về công tác cán bộ. Theo đó, đại diện lãnh đạo Bộ Công an đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Đại tá Vũ Như Hà, Phó Cục trưởng C03 Bộ Công an, đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn. Phát biểu giao nhiệm vụ, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng đề nghị Đại tá Vũ Như Hà khẩn trương tiếp nhận công việc mới, tiếp tục đoàn kết của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, phát huy tinh thần dân chủ, trí tuệ tập thể, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực an ninh quốc gia, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Làm tốt công tác giáo dục tư tưởng, động viên cán bộ, đảng viên tiếp tục đoàn kết, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, xây dựng tập thể trong sạch vững mạnh, chính quy tinh nhuệ hiện đại. Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Vũ Như Hà hứa sẽ không ngừng phấn đấu rèn luyện đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, đoàn kết nội bộ, phát huy trí tuệ tập thể, kế thừa phát huy thành tích truyền thống của các thế hệ công an Lạng Sơn đã xây dựng nhiều năm qua, cùng tập thể đảng ủy lãnh đạo công an tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể và sự giúp đỡ của nhân dân trong tỉnh xây dựng lực lượng công an Lạng Sơn trong sạch vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đại tá Vũ Như Hà sinh ngày 7 tháng 11 năm 1970, quê quán ở xã Lương Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, cư trú tại xã Phước Kiền, hiện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, từng đảm nhiệm chức vụ trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế buôn lậu, công an thành phố Hồ Chí Minh.